điểm ngắm bình minh đẹp nhất ở Nha Trang. Một bên là biển, một bên là núi và cảnh đẹp không khác gì là Santorini của Hy Lạp đó các bạn ạ. Và thực ra là Nha Trang có rất là nhiều những địa điểm đẹp khác nhau để có thể ngắm bình minh đó. Và nếu mình có thời gian đó thì mỗi ngày chúng ta sẽ đến một địa điểm đó được không? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải sắp xếp thời gian để đi hết tất cả những cảnh đẹp ở Nha Trang. Thì không biết là hôm nay chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây? Mình đang có thấy xa xa kia không? Đó là bệnh viện Nha Trang. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến đó nha. Được rồi, đi thôi. Đi. Hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đi qua cung đường đèo Lương Sơn tuyệt đẹp. Việc di chuyển bằng xe máy hay xe điện như chiếc xe chúng tôi sử dụng ngày hôm nay sẽ giúp bạn ngắm được toàn cảnh, nhất là khung cảnh lộng lẫy của trời biển này. Tuy nhiên, các cung đường đèo vẫn luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Vì vậy, các bạn nên lựa chọn những chiếc xe có hệ thống phanh hiện đại, độ an toàn cao, cũng như kiểm tra kỹ xe trước khi bắt đầu di chuyển nhé. Con đèo này đẹp quá! Đoạn đường này cũng đẹp nữa này. Hằng ơi, Hằng đi vào giữa đi, bọn mình chụp ảnh. Không được đâu anh ơi, đây là mặt liền nè. Mình mà đè lên mặt liền á là mình vi phạm luật giao thông đó, với cả chạy giữa hai làn cũng nguy hiểm lắm mình anh. Ok. Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu giúp hướng dẫn điều hướng giao thông. Có hai loại vạch kẻ đường chính, đó là vạch kẻ màu trắng và màu vàng. Vạch kẻ màu trắng có tác dụng phân chia làn đường cùng chiều, còn vạch màu vàng phân chia hai chiều của đường. Trong đó, vạch kẻ vàng nét liền, vạch 1.2 dùng để phân chia các chiều đường ngược nhau, không có giải phân cách ở giữa và các phương tiện giao thông không được lấn làn hoặc đè lên vạch. Vạch 1.2 thường xuất hiện ở những đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe. Phương tiện có nguy cơ gặp tai nạn đối đầu cao trên các đường có 2 hoặc 3 làn xe cơ giới và không có giải phân cách giữa. Đảo Hoa Lan còn được biết đến với cái tên là Suối Hoa Lan. Hòn đảo này nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 20 km về phía bắc. Đảo Hoa Lan thuộc bán đảo Hòn Hèo nằm trên vịnh Nha Phu. Đảo Hoa Lan là vùng đất đa địa hình với biển, núi, rừng, suối, thác. Với khí hậu mát mẻ, đảo Hoa Lan cũng là nơi bảo tồn các loại lan rừng quý hiếm của Khánh Hòa. Thật là thư giãn và thoải mái khi mà được ngồi đây nghe tiếng sóng vỗ này, lại còn được thưởng thức nước dừa mát lạnh nữa. Và may mắn nhất là có một cô bạn đồng hành biết nhiều địa điểm đẹp như là Hằng. Cảm ơn Hằng vì ngày hôm nay đã làm hướng dẫn viên trong hành trình của Minh Anh nhé. Không có gì bên anh nè, và chỉ cần lúc nào bên anh thích thôi thì Minh Anh có thể dẫn Minh Anh đến một địa điểm mới được không? Thế thì còn gì bằng nữa.